Xin chào quý vị và các bạn. Cầu Đuống nằm ở phía đông của Hà Nội, nối phường Đức Giang của quận Long Biên với thị trấn Yên Viên của huyện Gia Lâm. Cầu Đuống cũng được coi là một chứng nhân lịch sử của Hà Nội. Tuy vậy thì qua thời gian, cầu Đuống hiện tại đã không còn phù hợp để khai thác nữa. Cây cầu không những đang gây cản trở giao thông đường thủy mà còn là cái điểm nghẽn trên tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội sang các khu vực phía đông và đông bắc. Cây cầu này là sự kết hợp giữa cầu đường bộ và đường sắt qua sông Đuống đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì thế mà Hà Nội đã khởi công một dự án xây dựng cầu Đuống mới, tách riêng đường sắt và đường bộ. Cầu Đuống mới sẽ nối thẳng đường Ngô Gia Tự của quận Long Biên với đường Hào Huy Tập của huyện Gia Lâm, nằm cách cầu Đuống hiện hữu 100m về phía hạ lưu. Đồng thời thì cầu đường sắt cũng được xây mới nằm sát cầu Đuống hiện hữu. Cầu Đuống hiện hữu sẽ kết thúc cái sứ mệnh của nó và được tháo dỡ sau khi dự án này được hoàn thành. Dự án ở khu vực cầu Đuống này có tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Liên danh trúng thầu bao gồm công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, công ty cầu 14 và công ty thiết bị xây dựng Nam Anh. Dự án này được khởi công từ hồi tháng 7 và dự kiến thi công trong 2 năm, hoàn thành vào năm 2025. Đây là cái video đầu tiên của kênh Hà Nội 24 giờ thông tin và cập nhật về cái dự án này khi dự án bắt đầu các công tác triển khai thi công. Cách đây gần 4 tháng, tức là vào khoảng tháng 7 thì dự án đã làm lễ khởi công. Và cái quãng thời gian gần 4 tháng vừa qua thì có nhiều bạn comment và thông tin đến kênh hỏi vì sao dự án khởi công rồi mà vẫn chưa thấy cái dấu hiệu thi công. Thực ra thì nhà thầu phải đợi đến tận tháng 11 mới được phép triển khai khi cái mùa lũ hàng năm trên sông Hồng, sông Đuống kết thúc, nhằm đảm bảo cho công tác thi công cũng như an toàn cho hành lang đê điều ở hai bên sông Đuống. Dự án này được chia làm hai gói thầu, bao gồm việc xây dựng một cây cầu Đuống mới là cầu đường bộ. Gói thầu còn lại là xây dựng thêm cây cầu cho phần đường sắt. Do đó cả hai phía đầu cầu đang chờ giải phóng mặt bằng khi vướng một số hộ dân nằm trong phạm vi thi công của dự án. Có thể thấy là cầu Đuống cả cũ và mới đều nằm chếch một góc khoảng 45 độ so với dòng chảy của sông Đuống. Mấy ngày gần đây, nhà thầu bắt đầu tập kết thiết bị, nhân lực để triển khai thi công ở cả hai gói thầu. Đây là cái hướng nhìn từ bên Yên Viên của Gia Lâm về vị trí điểm đầu của cầu đường bộ kết nối với đường Ngô Gia Tự. Trong video là các xà lan và thiết bị xây dựng của gói thầu xây dựng cầu Đuống mới đang tập kết ở dưới lòng sông. Ở trên bờ cũng có một số thiết bị đang vận hành. Chiều dài toàn tuyến của phần cầu đường bộ là khoảng 700m, trong đó phần cầu thì dài khoảng 382m kết hợp dây văng. Mặt cầu thì rộng khoảng 18,5m, tĩnh không ở nhịp giữa đạt tiêu chuẩn, cao hơn 9m. Đường dẫn dài 318m. Vận tốc thiết kế ở trên cầu là 80 km/h. Cầu có tổng cộng 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Nhiều năm qua thì các phương tiện đường thủy tải trọng lớn gặp khó khi đi qua cầu Đuống hiện hữu, nhất là vào mùa mưa lũ, vì tĩnh không của cầu khi đó giảm chỉ còn khoảng hơn 2m, nên một số phương tiện phải đợi đến khi nước rút thì mới qua cầu được. Nhịp giữa thông thuyền của cầu Đuống hiện hữu rộng khoảng 26m, nên đây được coi là cái điểm nghẽn làm tăng cái thời gian và chi phí vận tải đường thủy từ các tỉnh phía Bắc đến các cảng biển lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh. Cầu mới thay thế cho cầu Đuống hiện hữu sẽ có 7 nhịp, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực. Nhịp đúc hẫng liên tục cân bằng. 3 nhịp chính rộng lần lượt là 75m, 120m và 75m. Tĩnh không tiêu chuẩn đạt hơn 9m ở nhịp giữa. Thông tin thêm cho các bạn về lịch sử sơ khai của cây cầu Đuống này, thì cầu Đuống sơ khai trong lịch sử do thực dân Pháp xây dựng và hoàn thành vào năm 1902, vốn là một cây cầu có nhịp giữa có thể xoay được để tàu thuyền dễ dàng đi qua, nên có thể coi đây là cái cây cầu xoay đầu tiên ở Việt Nam. Vào năm 1972 thì cầu Đuống trúng bom Mỹ hư hỏng nặng, nên sau đó đã được gia cố tạm để đi lại. Từ đó thì cầu không còn xoay được nữa. Và sau chiến tranh thì cầu Đuống được xây lại và thông xe vào năm 1981. Từ nhiều năm nay, các phương tiện giao thông có tải trọng lớn hơn tải trọng cho phép của cầu vẫn được đi qua cầu Đuống hiện hữu, vì đây là cái tuyến giao thông huyết mạch. Điều này khiến cho cầu dần bị xuống cấp nghiêm trọng.
cái mố cầu thì liên tục được sửa chữa. Vì thế mà trong thời gian tới, khi cầu Đuống mới được hoàn thành và cái tuyến giao thông bên phía Gia Lâm được mở rộng khai thác, đồng bộ kết nối đến tận Bắc Ninh, thì chính cái cây cầu Đuống mới sẽ có phần giảm tải cho cầu Thanh Trì, dù nó nằm cách nhau khá xa. Do vậy, đây là một cái dự án giao thông quan trọng mà khi hoàn thành, nó không những góp phần thay đổi rất lớn bộ mặt đô thị, mang đến cơ hội phát triển kinh tế hạ tầng, giá trị bền vững cho khu vực Đông Bắc thủ đô Hà Nội nói chung và khu vực các tỉnh như là Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Sau khi hoàn thành, cầu Đuống mới sẽ mang đến cho người dân một cái lộ trình di chuyển khá là dễ dàng từ Long Biên qua Gia Lâm, Bắc Ninh và ngược lại, đồng thời trực tiếp giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu khác ở gần đó như cầu Phù Đồng và cầu Đông Trù, đáp ứng được lưu lượng giao thông cao ở trên cái tuyến này. Dự án cầu Đuống mới chỉ là một phần trong cái mục tiêu cải tạo nâng cấp cái trục giao thông huyết mạch nhằm tăng cường kết nối và phát triển kinh tế vận tải đường sông, đường bộ khu vực Đông Bắc của Hà Nội với Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Vị trí nút giao này bên mạn Long Biên theo quy hoạch sẽ còn thay đổi thêm vài lần nữa qua một số các cái dự án đấu nối hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới giao thông ở khu vực. Ngoài cầu đường bộ thì phần cầu đường sắt tách riêng cũng đang được triển khai xây dựng đồng thời. Đây là cái gói thầu số 2 của dự án gần 1.850 tỷ này. Phạm vi của hạng mục cầu đường sắt thì có chiều dài khoảng 1.000 mét. Và tim cầu đường sắt mới sẽ cách tim cầu Đuống hiện hữu về phía thượng lưu khoảng 16,5 mét. Theo thiết kế thì cầu đường sắt sẽ có 6 nhịp dầm thép và cái dàn thép nó sẽ dài khoảng 280 mét. Khổ giới hạn thông thuyền được phân kỳ đầu tư với tĩnh không thông thuyền chiều cao 7 mét. Ở giai đoạn hoàn thiện thì là cao 9,5 mét. Bề rộng khoang thông thuyền thì lớn hơn 50 mét. Cầu Đuống mới hiện tại sẽ là cái dự án thi công cầu qua sông lớn nhất mà Hà Nội đang triển khai. Tuy vậy thì có lẽ sẽ sớm thôi, sẽ xuất hiện thêm các cái dự án cầu mới được khởi công, chủ yếu thì vẫn qua sông Hồng, đặc biệt là một số cây cầu trên trục đường Vành Đai 4 khi dự án này đang được thi công một cách mạnh mẽ. Hà Nội đang tiếp tục đầu tư và hoàn thiện một cách mạnh mẽ hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối lên khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế. Kênh Hà Nội 24 giờ sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn ở dự án cầu Đuống mới này. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sau.